Bộ Quốc phòng Nga cho biết các lực lượng Nga đã đánh bại các đợt tấn công của Ukraine ở các hướng Donetsk, Nam Donetsk và Zaporizhia. Báo cáo cho biết quân đội Nga đã cải thiện vị trí dọc theo chiến tuyến theo hướng Kupiansk. 30 quân nhân Ukraine, 2 xe bán tải, 1 khẩu lựu pháo D-30 và 1 radar phản pháo ANTPQ-36 do Mỹ sản xuất đã bị tấn công ở khu vực Kherson trong đêm. Trong khi đó, phát ngôn viên của Bộ Chỉ huy Quân sự miền đông Ukraine cho biết, các lực Ukraine đã tiếp cận và bao vây các cứ điểm của Nga trên tiền tuyến gần thành phố Bakhmut. Trong diễn biến liên quan, thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin cho biết, hôm nay một máy bay không người lái đã bị bắn hạ và các mảnh vỡ của nó đã rơi xuống phía tây bắc trung tâm thành phố. Tuy nhiên, không gây thiệt hại nghiêm trọng và không có thương vong.